bí mật, thay thế smartphone bằng kính thông minh. CNBC cho biết, Facebook đã lập dự án đầu tư mạo hiểm với kế hoạch thay thế smartphone bằng kính thông minh. Facebook hợp tác với hãng thời trang Luxottica, Italy, công ty mẹ của thương hiệu kính mắt Ray-Ban, phát triển mẫu kính mắt thông minh trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại. Google Glass cũng từng hợp tác với Luxottica, nên nhiều người tò mò muốn xem sản phẩm của Facebook khác biệt thế nào. Theo mô tả, kính mắt thực tế ảo của Facebook có tên mã Orion sử dụng màn hình hiển thị dạng đồ họa cho phép người dùng nhìn toàn cảnh như mắt thường. Người đeo có thể gọi điện, phát livestream vị trí và thực hiện nhiều tác vụ khác với sự trợ e của công nghệ Facebook AI. Có tin dự án này đang được thực hiện tại phòng thí nghiệm Facebook Reality Labs ở Redmond, Washington. Dự kiến, kính thông minh của Facebook có thể ra mắt trong khoảng thời gian từ năm 2023 tới 2025. Tuy nhiên, Facebook chưa xác nhận thông tin này.